Toàn thể anh chị em, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách rút tiền đối với CrowdOne. Thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta ở đây thì chúng ta có thể rút tiền qua tài khoản bank này, withdraw to bank. Đó. Thì cái này thì chúng ta sẽ điền đầy đủ các thông tin vào đây và chúng ta ấn request withdraw là xong. Tuy nhiên thì khi mà rút bằng banh này thì tối thiểu là 100 euro, 100 euro các bạn nhé. Và hiện tại thì có cổng rút bằng BTC nữa, tức là rút bằng đồng tiền điện tử Bitcoin. Thì chúng ta vào withdraw to Bitcoin. Đây là cái cách rút mà nó thuận tiện hơn. Mình nghĩ là các bạn nên nên học cái cách. Nếu mà các bạn chưa biết sử dụng hai cái đồng tiền này thì các bạn có xem cái đoạn cuối video mình có hướng dẫn tạo tài khoản và trên sàn để mình có thể mua bán được. Thì ở đây ví dụ mình có là 144 euro, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải có một cái ví đó. Ví dụ như ở đây là mình ghi, đây là cái ví Bitcoin này. Ấn copy này, đó, ấn copy nhá. Thì các bạn sang bên này, các bạn dán cái địa chỉ ví Bitcoin mình vào đây, ấn request. Ok, như vậy là chúng ta đã rút được 144 euro. Thì việc tiếp theo nó sẽ gửi một cái email xác thực vào, xác thực để chúng ta lấy cái mã code. Đó. Chúng ta chờ một xíu nó ra mất tầm khoảng 30 giây đến 1 phút thì chúng ta sẽ nhận được. Loát lại. Thì ở dưới cái đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời đến từ CrowdOne. Tập ok, check lại nào. Hộp thư đến. Withdraw Bitcoin. Đây, lát chúng ta sẽ nhập cái code vào đây và chúng ta ấn Reset là xong. Ok, như vậy là đây, đây cái email xác thực nó đã gửi về đây rồi. Thì chúng ta copy này, paste vào đây. Ok, như vậy là đã xong rồi. Chúng ta chỉ đợi, nó cũng khá là nhanh. Các bạn, nó khoảng rơi vào khoảng 2 giờ đồng hồ, nhiều nhất thì khoảng 48 tiếng là chúng ta sẽ nhận được tiền. Đây là những cái các bạn có thể xem, đây là cái lịch sử mình ok, đây là cái lịch sử mà mình đã nhận tiền, nhận rất là nhanh đó. Thì đây là một cơ hội rất là tuyệt vời đến từ CrowdOne, tạo ra một một xu hướng mới của nền kinh tế chia sẻ. Nếu 5 năm trước các bạn bỏ lỡ cái cơ hội mà chúng ta sở hữu hàng vài chục, hàng trăm, hàng ngàn Bitcoin với cái giá rẻ, thì đây là một cái trend mới, một cái xu hướng tạo ra một cái nền kinh tế chia sẻ trên toàn cầu, và một cái đây là cái cơ hội rất là tốt. Ok, thì cái để mà tạo ra ở trên đây ấy, thì chúng ta kể cả cái việc mà chúng ta nạp tiền hoặc là chúng ta update cái tài khoản nó để nâng cấp cái gói ấy, thì các bạn có thể vào upgrade. Nếu mà khi mà chưa có thì như này là mình upgrade thì mình chọn và select. Ở đây mình đang là cái gói 299 rồi, Black, thì các bạn có thể bình thường là các bạn bấm vào select này, các bạn chọn Bitcoin này hoặc ETH đó, ví dụ như ETH đi, hoặc là các bạn chọn gift code này. Gift code là mọi người khi chuyển khoản thì sẽ nhận được cái gift code nhé. Gift code là mà mình có thể nhờ 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 những cái người người ta biết, người ta mua giúp mình thì nó rất là chính xác. Còn nếu các bạn muốn tự làm thì các bạn tạo ví trên sàn này, các bạn bấm vào đây, xong mình ấn continue đó, ấn continue thì mình sẽ gửi vào cái địa chỉ này chính xác nhé. Các bạn để ý chính xác là trong vòng 24 giờ, trước 24 giờ nhé. Các bạn mà chuyển sau thì nó sẽ hủy, thì
chúng ta chuyển vào, nên là chúng ta phải chính xác. Nhiều khi chúng ta gửi ở trên những cái sàn ấy, những cái sàn mà nó pending lâu á, nó quá 24 giờ thì cũng không được nhé. Nên các bạn rất là chú ý, mình tốt nhất là mình nạp bằng gift code, hay là nạp bằng cái ETH của BTC, thì các bạn phải chính xác về thời gian, bởi vì nếu mà không thì sau 24 giờ thì nó sẽ không nhận được. Và các bạn chú ý cái giờ này, có thể là cái giờ này mỗi gói, mỗi thời điểm nó sẽ khác nhau, không phải là 24 giờ nhé. Nên các bạn để ý, ví dụ như chúng ta có ví trên blockchain thì nó sẽ thuận tiện và nó nhanh hơn. Còn trên một số sàn thì nó có thể pending lâu. Các bạn chú ý sàn nào nó phải nhanh, và chú ý nếu mà gửi từ trên sàn về thì bao giờ nó cũng mất một khoản phí. Thì các bạn phải gửi dư thì được, bằng tối thiểu là bằng hoặc dư đó, phải để tính những cái phí. Nếu mà chúng ta gửi thiếu là chúng ta cũng sẽ không không có update được gói hoặc là vào gói được. Ok, thì các bạn chú ý giúp mình. Còn đây, mình ở dưới cái video này thì có một cái đường link để các bạn tạo tài khoản của cái sàn giao dịch Remitano. Đây là một cái sàn giao dịch rất là uy tín ở Việt Nam. Chúng ta có thể chuyển đổi các cái đồng tiền điện tử sang tiền về Việt Nam đồng bằng cách mua bán trên sàn. Thì đầu tiên là các bạn tạo tài khoản nhé. Tạo tài khoản thì ở đường link bên dưới, và các bạn paste vào ổ trình duyệt này, rồi các bạn tạo. Sau khi mà các bạn tạo xong thì cái việc đầu tiên ấy là các bạn phải update hồ sơ lên nhé. Update hồ sơ thì nó rất là dễ thôi. Các bạn bấm vào hồ sơ và update những cái thông tin, những cái chứng minh thư này, hai mặt này, rồi là cầm chứng minh thư selfie, rồi là những cái hóa đơn ấy. Thì nó cũng rất là đơn giản các bạn. Thông thường thì cái xác thực nó sẽ tầm khoảng 2 tiếng là mình sẽ xong. 2 tiếng, có những khoảng khoảng 1 tiếng 2 tiếng đó thì mình sẽ xong tài khoản. Khi mà các xong tài khoản rồi thì ở đây nó có cả giao diện tiếng Anh, tiếng Việt, các bạn chọn sang tiếng Việt nếu mà dùng quen. Và bây giờ chúng ta sẽ nạp tiền vào và giao dịch đó. Giao dịch, mình bấm vào giao dịch. Ở đây thì ví dụ như mà là để mình mua Bitcoin, mình mua về, ví dụ như Bitcoin hoặc là Ethereum đi, các bạn nạp vào bằng Ethereum nó sẽ tốt hơn đấy. Thì mình ấn vào, ví dụ nhận, ấn vào mua ngay đó. Ví dụ như mình mua mua 5 bit chẳng hạn, thì mình sẽ ấn vào mua ngay, ấn vào mua ngay nhá. Thì các bạn khi mà ấn vào mua ngay này thì các bạn sẽ chuyển tiền đến cho cái đang mua của bạn này. Thì mình phải chuyển đúng cái số tiền này, đúng cái số tiền này nhé, đúng nội dung chuyển khoản này và cái số tài khoản này đó. Thì sau đó mình gửi xong thì mình chụp lại cái bằng chứng và mình gửi bằng chứng thanh toán là xong. Trong quá trình mà đang chuyển gửi á, mình chuyển khoản ấy, thì các bạn đừng, tuyệt đối là không bấm vào hủy bỏ giao dịch nhé. Bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Và khi mà mình chuyển chuyển xong ấy, thì các bạn gửi bằng chứng thanh toán, gửi bằng chứng thanh toán và chờ nhận nhận cái đồng ETH đó. Như ở đây thì mình không có mua, mình làm demo cho các bạn thôi, nên mình ấn vào hủy bỏ giao dịch. Thì các bạn chú ý, ở đây chúng ta có thể là các bạn có thể nạp tiền vào trước đó. Đây, bảng điều khiển này, chúng ta vào ví, vào nạp này, thì chúng ta có thể nạp bằng Việt Nam đồng, Việt Nam đồng đó. Chúng ta bấm vào nạp, khi mà chúng ta ấn nạp như này thì tiền nó sẽ về cái số dư Việt Nam đồng ở trên cái tài khoản Remitano, thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Các bạn sẽ không sợ bị mất tiền đó, không sợ bị mất tiền nhé, bởi vì mình gửi cho sàn như vậy thì nó sẽ rất là chính xác. Còn đôi khi gửi cho những cái người mà người ta giao dịch, khi mà người ta mua bán giao dịch trên sàn ấy, tất nhiên thì nếu mà có kinh nghiệm thì mình giao dịch như vậy là rất là bình thường. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn chưa có kinh nghiệm thì các bạn nên nạp nó vào bảng điều khiển này, vào ví này, và mình ấn vào chữ nạp, và mình ví dụ ở đây mình nạp là 10 triệu chẳng hạn, thì mình đánh là 10 triệu, xong ấn chữ nạp.
là mình sẽ ok thôi, gửi đúng số tài khoản nội dung là tiền là sẽ về về đây, và lúc đó thì chúng ta vào để chúng ta mua, ấn vào giao dịch thì chúng ta mua mua ETH thì chúng ta ấn mua ngay đó, thì nó sẽ trừ cái tiền Việt Nam đồng của chúng ta đi, như vậy thì sẽ rất là chính xác. Ok, thì đây là một cái cơ